Hello và xin chào các anh em. Chào mừng các anh em đã quay trở lại với series Shadow Fight 3 của mình. Đúng rồi, thì cái trò này là nó luyện tập ấy. Nó không phải luyện tập với bao cát nữa mà nó luyện tập với người thật. Nó luyện tập với người thật và thằng người ấy có thể đánh mình được và mình không mất máu thôi. Đây là combo của cái dìu mới hôm qua vừa chiếm được. Đấy. Rồi. Cái con chọc mình đau quá. Sao mình thấy không thấy anh em mình ủng hộ cái series này lắm nhỉ? Không nói nhiều nữa. Vật mình kìa. Đến khổ. Rồi level 3 thì mình sẽ cầm được cái trường thương. Ok, mình đã cầm cái dìu đây. Rồi, map nào. Rất nhiều cái này nhỉ. Một cái nhắn tin này là gì đấy? Cái gì đây? Sao nhiều thứ vậy? Quật luôn, main quest. Đánh với thằng nào ấy. Ây à, đôi búa với tao à. Chào đây, chưa dĩa gục rồi. Mày, ăn head hit này. Rơi vũ khí rồi, yeah. Ủa ôi. Rơi vũ khí nó còn khỏe hơn mình à, mình nhớ cái quả lật kèo vũ khí của mình rồi. Ơ sao nó lần lần qua đây rồi. Mày con. Ôi rồi. Mày láo này. Wow. Wow anh em ơi. Tuyệt vời luôn. Ôi rồi. Cái ability của cái gì? Ability của cái gì quá tuyệt vời. Mày đá ai? Ôi, chết rồi. Mẹ. Nó cầm tay không và đấm chết mình. Không hiểu được. Ôi trời ơi. Công nhận nó khỏe thật. Mì giáp của nó trâu hơn. Thứ hai là mình đang đánh con này với level hot. Nghĩa là khó. Chứ không phải là dễ. Mày có lợi. Ôi. Con này bắt đàn phụ nữ thế. Cái thằng thiếu sinh lý này. Bắt đàn phụ nữ là giỏi. Bắt đàn phụ nữ là giỏi. Bắt đàn phụ nữ là giỏi. Ngã này con. Bắt đàn phụ nữ là giỏi. Ôi. Thôi 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 em đi rồi. Ngày mai em đi thành. Đấm mày luôn. Tao đấm mày luôn. Cứ lao vào gần nó là đấm. Đấm thủng người con nào. Ôi. Ngã này con. Nằm xuống. Nằm xuống. Ô cái gì đấy. Nằm xuống. Yeah. Mày. Mình đã hai lần cầm đấm chấm chay bụt chết nó rồi. Hay là mình bỏ vũ khí ra cầm đấm chay nhỉ. Mình thấy đấm chay mình khỏe hơn. Come on, let's go. Ăn vụt. Ê. Piu piu. Woohoo. Úi dồi ôi. Head hit nè. Ăn cả critical đó. Ủa. Tôi chết tôi rồi. Sốc rồi. Giữ vũ khí rồi. Đấm nặng. Đúng rồi. Đấm thùng ngực nó. Cái critical rất là hay anh em nhá. Critical là đấm thủng vào ngực, đấm thẳng ngực luôn. Nó rất là ra khác so với cái Shadow Fight 2. Bập bập. Không biết nhặt vũ khí không nhỉ. Wow. Chết rồi. Ngã rồi. Mẹ ơi. Thôi. Ngày mai em đi thật rồi. Cái trò này là trò rất là bựa. Là nó khi mình ngã rồi nó cứ thế nó đánh tiếp là mình lại bị sát thương. Nó hơi bị đen. À nhiều anh em hỏi là mình ở Việt Nam có bản beta rồi nhưng mà nó chỉ cho bạn chơi một tí thôi. Sau đó nó bắt bạn nhập cái code của Canada vào. Nhập code của Canada mới chơi được.
Thì mình cũng đã nhập code của Canada rồi. Thì đây là bản full nhá. Đây là bản full của các bên Canada luôn, chứ không phải là bản beta giống các anh em đâu. Nên các anh em cứ bình tĩnh. Nếu mà muốn theo dõi thêm thì hãy xem, mình đánh nhá. Cùng anh em hãy cùng mình 500 anh em. Cuối lên, đập chết thằng này. Nhiệm vụ đầu tiên phải đập chết thằng này đó. Mày mú với đạo. Mày mú với đạo. Ba phát cơ. Cho nó ba phát này. Tôi chết tôi rồi. Nhìn thế là biết sắp mặt rồi. Nhìn cái quả chùy nó bay xuống hơi thốn. À, trong thời gian năng lực thì mình có thể dùng thoải mái, không sợ, chỉ cần hồi chiêu thôi. Mày con, mày con, ôi, chết rồi, ăn vụt. Mình phải đánh thắng ngay để mình lấy cái bí kíp của cái đắp đôi búa này. Quạng khoáy nhỉ. Ăn vật này. Ok. Nó lần đằng sau kiểu gì nhỉ? Mày này con. Nó lần đằng sau mình kiểu gì ấy? Ôi tôi chết rồi. Mẹ, quay chậm đau quá. Mình thấy cái quả đau quay chậm mình hơi đau. Cái trò Shadow Fire bàn đúng là hành hạ kiểu tinh thần đấy anh em ạ. Quả quay chậm mà đập phát vào đầu đau quá. Thực ra thì mình có thể thắng được thằng này, nhưng mà nó đánh kiểu nghĩa là nó đánh kiểu nhanh hơn một tí đấy. Anh em cứ yên tâm, mình xử lý thằng này. Mày, mày con chó. Mày chỉ là thằng, mày chỉ là thằng như thế này thôi. Sao nó lẩn ra sau nhỉ? Chả hiểu lắm. Chịu. Khỏe như chó. Nó tát mình một phát là hơi bị đau đấy. Chó thật. Đi bắt là mấy thằng gà vậy. Nó cũng cầm hai cái búa giống mình. Nó là con gái đấy. Con gái này. Con gái thế nào á? Con gái, con gái. Ơ đâu, lần lần sau rồi đấy nhỉ. Không biết nó lần lần sau rồi gì ấy. Anh em nó biết lần lần sau thì chỉ mình nhá. Mình không biết lần lần sau rồi gì. Chết, ok, không chết à? Đánh như mình ngã chứ. Như chó này. Ơ nhưng mà chả hiểu sao mình nó lẩn ra sau kiểu gì ấy. Nó nhảy vào đây xong nó lẩn ra sau, chả hiểu. Kiểu gì? Mình cũng hơi khó hiểu một chút. Ra ta cho tao test cái.
Xong rồi thì anh ấy đã chịu tiến lên rồi. Anh ấy đã chịu tiến lên rồi. Nó có này đá hoài này. Đấy là lần kia. Trời ơi. Ơ cái gì đấy? Mình chả hiểu. Mày đấy con. Đúng rồi. Vụt. Đúng rồi. Anh em thấy không? Cái Shadow Fight này như kiểu hành hạ tâm lý của mình ý. Nhìn thấy mấy cái cảnh này cũng sót chứ bộ. Nhưng mình quay chậm mình tát vào mặt nó một phát bằng cái dìu ấy. Bị thốn đấy. New item này. Nhưng mà chưa lên nổi level 3. Để cầm cái kiếm ý. Đấy. Cầm nào được. Thu hen suốt này. Đi kiếm mấy chỗ khác vậy. Sao toàn hot đấy nhỉ? À mình có nâng cấp mà. Store này. Nào mở gói nào. Ui đồ dìu. À đồ dìu cộng lên. Training uniform. Mountain cap. Electric shock. Cho như kiểu may rủi anh em. Hên thì là ngon. Còn bát nháo là được cùi bắp. Của quất đã tính sau. Ô, con này thằng này dùng tay không à? Ôi. Nó dùng tay không thì nó nhanh hơn đúng không? Tay không này mày tay không bắt giặc à? Ôi dồi ôi. Tay không bắt giặc. Yeah, round 2. Ôi, nó là trong hình dáng Shadow rồi. Đây mới là cái tựa game Shadow Fire 2 đấy anh em này. Đây mới là vì sao là đây là cái tựa game Shadow Fire 2 anh em này. Anh em thấy không? Đây là tại sao mà anh em hỏi tại sao cái này là Shadow. Bởi vì khi sử dụng năng lực đặc biệt này, bạn sẽ hóa thành một cái bóng và bạn có năng lực đặc biệt điều khiển với con kia. Ủ upgrade ngon chim. Ê ngon quá. Ngon được cái bách rồi. Em mở cái bách cái anh ơi, tuyệt vời thế. Vừa mất tiền mua cái bách xong lại có bách nữa. Ui gì đấy, chưa nhìn gì đã xong anh ạ. À nó có kiếm mấy này nhưng mà công cùi quá, nó có cả cái thương nữa. Áo vẫn thế, cũng như không khác gì. À mình có thể đánh mấy cái này để kiểu lấy dễ dàng hơn đấy. Quất nó nào. Ui toàn đánh những cái nơi hiểm hóc hoang vu thế này. Ui bo cầm kiếm ạ. Cầm kiếm này.
Cầm kiếm này. Cầm kiếm. Mày không đánh. Mày không được đánh nữ nhi. Để nữ nhi đánh mày. Chết mày đi. Sốc rồi. Con sốc con kinh hơn. Ủa đây 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 đây. Cái bóng này. Ui tôi chết rồi. Mình đang đấm xuống. Mẹ quay nhỉ. Đánh mình nó chết chứ bây giờ. Ui anh em thấy chưa. Cầm cái rìu chém thẳng vào người đối phương, anh em thấy ghê không? Khiếp quá. Cái này nó còn không phải như Shadowfire 2. Ủa. Ăn vả này. Úi giời, sốc rồi. Piu piu. Úi giời ơi. Đúng rồi. Đúng rồi. Ủa. Ăn vả này. Đúng rồi. Chết chưa. Ok. Gia gia này. Chả upgrade được cái gì cả. Này được có 100 đồng. Quất à. Úi dồi ôi. Úi dồi ôi. Mày. Ghê nhở, ghê nhở. Bố lão. Kinh nhở, kinh nhở. Này. À nó cầm rìu hay giống hệt mình anh em ạ. Ôi tôi chết đi, nó lên Shadow rồi. Nó lên Shadow rồi kìa. Mày làm sao? Mày làm sao? Bây giờ tao mới lên Shadow này. Bây giờ tao mới lên Shadow này. Bây giờ tao mới lên Shadow này. Phát đứa nào. Đúng rồi. Quật nó xuống. Tốt lắm. Ủa ôi. Khỏe với tao á. Chết rồi, sốc. Thằng áo, ủa ôi, nó thằng áo sốc là nó khỏe lắm. Nó khỏe lắm. Ăn vả này. Ủa ôi, ủa ôi. Thế cơ à, ủa ôi. Thế cơ à. Sao nó lẩn ra sau được nhỉ, mình vẫn bí mật. Tao cũng bị sốc rồi. Trời ơi. Mình không hiểu sao, mình không lẩn được ra sau nhá. Mình không lẩn được ra sau, không hiểu. Không hiểu lắm tại sao. Úi rồi. Úi rồi. Úi rồi. Úi rồi. Úi rồi. Mày. Mày thích dùng Shadow. Dùng Shadow với tao. Mày dùng Shadow đi. Mày dùng Shadow đi. Phản đứa nào. Dùng đi. Ăn vả. Nhưng mà nó vẫn cầm vũ khí chảy. Ủa ơi. Thôi nhá. Em nhìn người. Tiêu diệt.
Rồi, ngon. Ok. Ok. Thế rồi. Ok. Thôi nốt phát này đi. Đằng nào nó cũng clip hôm nay là mình đã thất bại trước thằng cầm dìu. Khó rồi nên mình cứ rất có lỗi với anh em là mình tại mình chém gió nên mình ôi, nó cầm Moonsaber của mình kia. Moonsaber với tao này. Hình như đây là chế độ khó thì phải. Ôi, ăn vả. Sao mình vả nó mình không. We don't time out. Ok, we don't time out. Nào nào, ra đây em ơi, ra đây. Ơ, sao đây? Té 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 té. Chết chết. Cùng đường rồi. Cùng đường rồi. Cùng đường rồi. Cùng đường rồi. Cùng đường, cùng đường. Cùng đường rồi. Cùng đường. Mày hóa sơ đồ á, tao đánh cho mày chết. Tao đánh cho mày chết. Chả đâu. Chết rồi. Bây giờ thằng nào tính sát đâu? Hả? Mày bố lão này. Mày bố lão. Thắng rồi. Ủa, buồn cười thật. Hai giây cuối mình biến thành Shadow luôn. Giờ mình hiểu tại sao mình trò này tên là Shadow mà nó là thành người thật rồi. Ô ngon. Special Movie Harvester. Đúa sword. Nếu mà cái kiếm này nó ngang với cái búa thì ok. Inventory. Chết rồi. Cái kiếm này nó ngang với ấy này. Đấy. Búa nó tách đua suốt bao 180. Nhưng mà mình thích cái này hơn. Thích cái gì hơn? À có cái thương này anh em. Trường thương. Trường thương này xong rồi mình lên level 3 mình sẽ equip cái kiếm kiếm đại đại pháp sư này. Ok, thì để ủng hộ mình làm tiếp cái clip tiếp theo thì anh em đừng quên nhấn like, đăng ký kênh cũng như ủng hộ mình trong suốt thời gian tiếp theo nha. Xin chào và gặp lại anh em trong những video lần sau. Bye bye. Con một quả trứng thì mình xin được một con thôi. Đây là trứng của Pikachu. Ok. Mình đã móc từ bụng thằng Pikachu ra. Ok. Thì bây giờ mình sẽ unbox quả trứng của Elsa trước. Nào. Cái kéo huyền thoại. Chuyên cắt bim bim Tony. Ôi chết. Mở cái gì đây? Ok. Hơi khó nhỉ. Ui. Khó quá. Nó không cho chỗ mở à?